chào tất cả các bạn nha. Thì hiện tại là hôm nay là 27 tháng 7 nha các bạn, thứ tư các bạn ơi. Thì nó cũng 1 giờ mấy chiều các bạn. Mà sáng nay thì trời còn mưa nha. Như mình đã nói nha, hôm nay là tới cử mình áp dụng phun thuốc chặn đọt cử cuối trước khi mình lên thuốc kích các bạn ơi. Cái video này chủ yếu là báo cáo cho các bạn nắm được cái cách xử lý sồi của mình theo từng giai đoạn thôi các bạn ơi. Chứ còn cái mà cách mà áp dụng thuốc và liều lượng thì mình cũng đã có nói rất là nhiều rồi nha. Bây giờ mình cũng cho các bạn xem trước cái giai đoạn lá hiện tại của mình nha. Sồi mình sau khi đổ bắt lo gốc được 38 ngày các bạn. Đây. Lá rất là đẹp nha các bạn. Các bạn thấy cái dàn lá như thế này là mình liên tưởng tới vấn đề là sồi nó ra bông, tỷ lệ ra bông rất là cao nha các bạn. Để mình lại gần cho các bạn xem chi tiết hơn nha. Đây. Những lá ngã màu gà ngà vàng rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy nó dàn lá nó ngã màu vàng vàng ngà ngà, mình nghĩ nó lá nó còn non nhưng thực tế ra các bạn, đây các bạn thấy đây, cọng nó đã lên chấm đen rất là nhiều rồi nha các bạn. Lá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Thì cái giai đoạn sồi của mình hiện tại thì mình cũng đã có áp dụng là hai cử tạo mầm nha các bạn. Và cái cử tạo mầm thứ hai 21 ngày thì 21 ngày sau đó bắt lo thì mình cũng có kết hợp với vô thái F3 dùng để chặn đọt, ém đọt và giúp sồi mình nó chuyển mầm nha các bạn, từ mầm lá chuyển mầm hoa các bạn ơi. Các bạn thấy dàn lá quá là tuyệt vời luôn các bạn. Cái đây cái của bà Lộc đây. Còn đây là Đài Loan. Các bạn thấy cái dàn lá như thế này là mình nghĩ là tỷ lệ hoa rất là cao nha các bạn. Lá quá là đẹp luôn. Thì chắc có lẽ là mình phun nó không kịp buổi chiều nay rồi các bạn ơi. Chắc có lẽ là ngày sáng mai mình phải phun tiếp tục nữa. Lý do là hồi sáng này trời có mưa nha các bạn, mưa phia xong rồi tới sáng rồi mà còn mưa lai gai nữa nên mình không có phun được. Lá quá là đẹp luôn các bạn, quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Như mình cả có nói và chia sẻ các bạn á, cái việc mà chúng ta xử lý sồi sớm vụ nghịch vụ các bạn, chúng ta phải áp dụng thuốc tạo mầm kết hợp với chặn đọt. Thì đây là cái bằng chứng đây các bạn, mình đã áp dụng rồi nha. Các bạn thấy cái dàn lá quá là tuyệt vời luôn các bạn ơi, hứa hẹn cái vụ Noel bội thu nha các bạn. Đây là cái lô sồi mình xử lý Noel đây các bạn. Hôm nay mình áp dụng thuốc chặn đọt chuyển mầm cử cuối rồi, có thể là từ 2 đến 3 tuần sau là mình lên thuốc kích nha. Cũng tùy cơ ứng biến các bạn ơi, xem coi cái dàn lá nó tiếp theo những ngày tiếp theo như thế nào nha các bạn. Quá là đẹp luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình bắt đầu vô áp dụng pha thuốc và phun xịt thôi các bạn. Chủ yếu là chia sẻ cho các bạn để các bạn nắm được cái quá trình làm sồi, xử lý sồi của mình thôi. Chứ còn nói như vậy áp dụng thuốc và cái liều lượng thì mình cũng đã từng nói và có làm video thực tế rồi các bạn.
Rồi các bạn ơi, thì mình cũng đã cho các bạn xem sơ qua giai đoạn lá sồi của mình sau khi xử lý bứt lo gốc được 38 ngày nha các bạn. Thì mình xử lý bứt lo gốc đó ngày 21 tháng 5 âm lịch các bạn. Thì hiện tại hôm nay là 29 tháng 6 âm lịch nha. Thì nó được 38 ngày các bạn ơi. Thì hôm nay mình bắt đầu áp dụng thuốc để áp dụng là chặn đọt cử cuối nha các bạn. Và giúp sồi mình nó chuyển mầm luôn ở giai đoạn cuối trước khi kết khoảng từ 2 đến 3 tuần. Thì lý do các bạn, sồi của mình nó nói chung là mình có trồng giữa trồng xen giữa các Bà Lộc và Đài Loan nha, nên cái quá trình mình áp dụng chặn đọt cử cuối á, nó có thể sớm hơn các bạn, có thể là từ 3 đến 5 ngày nha các bạn. Thì nói chung là cũng là tùy cơ ứng biến các bạn ơi, chứ không phải là mình cứ giữ khăng khăng một cách xử lý như thế nha. Tùy theo trường hợp, nếu các bạn là Đài Loan gặt 100% thì các bạn có thể để là từ 40 hoặc 45 ngày các bạn áp dụng chặn đọt cử cuối, chuyển mầm cử cuối cũng được. Thì đây mình cũng chia sẻ cho các bạn là cái những dòng thuốc mà mình áp dụng chặn đọt chuyển mầm cử cuối nha các bạn, là cái vấn đề là MKB siêu lăng và kali kích tạo mầm siêu chặn đọt. Thì dòng thuốc này mình cũng đã có nó đi nó lại rất là nhiều và cũng có video thực tế rồi nha các bạn. Thì mình chỉ nói sơ qua cho các bạn tiện nắm được cái quá trình làm sồi, xử lý sồi của mình thôi. Là mình sử dụng với cái liều lượng là 500g MKB nha. Và mình kết hợp thêm là 165 hoặc là 170cc thằng vô thái F3 chặn đọt nha các bạn. Thì cái dòng này thành phần chính của nó là Etiphon đây các bạn. Nó có công dụng là giúp lá chúng ta mau thành thục, tạo ra nhiều mầm hoa, kích thích cái quá trình ra hoa đồng loạt sau khi chúng ta lên thuốc kích, và có thể là nó chuyển từ mầm lá sang mầm hoa nha các bạn. Thì cái thằng vô thái F3 này á, mình cũng đã có nó đi nó lại rất là nhiều lần và có áp dụng thực tế để dẫn chứng được cái mức độ hiệu quả của nó các bạn ơi. Thì cái thằng này thì một chai vô thái F3 như thế này 500ml thì mình sử dụng được 3 phi đó các bạn, 3 phi cho giai đoạn chặn đọt cử cuối nha, giúp sồi mình chuyển mầm ém đọt luôn các bạn ơi. Rồi thì giờ mình cũng khoa thuốc thực tế chia sẻ với các bạn nha, chủ yếu là cho các bạn nắm được cái quá trình làm sồi, xử lý sồi của mình theo từng giai đoạn thôi, chứ còn những cái dòng thuốc này thì mình cũng đã có làm thực tế rất là nhiều lần rồi các bạn. Rồi trước tiên thì mình pha MKB đi, mỗi thứ là 500g nha. Thì trước tiên là mình pha MKB nha các bạn, mỗi phi nó 500g. Thì MKB này rất là tiện các bạn ơi, trong 1 kg của nó đóng gồm có 2 túi nha, mỗi túi 500g, chúng ta không cần phải căng tịnh các bạn. Rồi tiếp theo phi thứ hai, thì mình làm thực tế như thế này cho những bạn mới biết kênh mình có thể thấy nó thực tế hơn, dễ hiểu hơn các bạn, tiếp cận hơn nha, cọ sát hơn các bạn ơi. Thì mình cũng có nó đi nó lại rất là nhiều rồi, cái cách mình áp dụng thuốc và xử lý ra sao như thế nào á thì mình chia sẻ như thế này, chủ yếu là cho các bạn có thêm tài liệu, thêm kiến thức mà tham khảo thôi. Đây là những dòng thuốc mà mình đã áp dụng cái vụ sồi mà hiện tại, sồi sớm vụ hiện tại năm 2022 và cái năm vừa qua năm 2021 các bạn, khẳng định được cái hiệu quả của nó nha, nên mình dám nói mạnh miệng để chia sẻ. Đầy một cống trắng này 100ml và gót lại vừa đầy cái cống xanh là 70, nữa là 170cc cho mỗi phi. Rồi tiếp theo phi thứ hai, rồi các bạn ơi, nó chỉ đơn giản như thế thôi nhưng mà nó mang lại cái hiệu quả rất là tuyệt vời nha các bạn. Rồi thì mình cũng nói sơ lại nha, vấn đề MKB thì mỗi phi nó 500g MKB nha các bạn.
và kết hợp thêm 165 hoặc là 170cc vô thái F3, tức là một chai nửa lít là 500ml như thế này các bạn. Mình chia ra là 3 phi nha, mỗi phi mình là phi 220ml nước các bạn ơi. Rồi thì giờ mình phun xịt thôi các bạn ơi. Rồi mình bắt đầu phun xịt thôi các bạn ơi. Đây là cát hòa lộc nha các bạn. Lá rất là đẹp luôn các bạn ơi. Tiếp tục là mình rất là đầy hy vọng nha các bạn. Hứa hẹn cái vụ Noel này bội thu các bạn ơi. Còn đây là Đài Loan các bạn. Dàn lá rất là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tất cả các quy trình mình xử lý đầu vụ nha các bạn, xử lý bắt lo gốc. 14 ngày sau thì mình áp dụng phun tạo mầm thứ 1, 21 ngày mình áp dụng phun tạo mầm thứ 2 kết hợp với trận đợt cho thái F3 các bạn. Và hiện tại thì sau 38 ngày đổ bắt lo gốc ha, mình áp dụng thuốc trận đợt thứ 2. Đây là cái thời điểm mình phun trận đợt thứ cuối giúp sồi mình có thể nó chuyển mầm nha các bạn. Và nó kích thích cái quá trình qua hai đồng loạt cho khi mình lên thuốc kích các bạn ơi. Rồi thì các bạn thấy video hữu ích, các bạn đừng tiếc like nha.